Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tiếp theo là mình tập lớp 4 từ câu 25 đến câu 32. Rồi, vế 1 của câu 25. Rồi, sừ là nhịp nghe chữ sừ luôn. Rồi tiếp theo là sừ y sáng là một nhịp nữa. Chữ sáng này là mình đàn ngón giữa luôn. Tại chữ y mình đã đàn ngón trỏ rồi. Nhưng mà các bạn chú ý là mình đàn ngón giữa nhưng mà mình phải khích cái ngón tay lại nha. Chứ không phải là nó già chữ, nó qua chữ C là nó bị già chữ. Sừ là một nhịp, sừ y sang một nhịp nữa. Rồi cống xế y là một nhịp nữa. Rồi thêm chữ y nữa, một nhịp nữa là hết vế 1 của câu 25 á. À, tiếp theo là vế 2. U còng là một nhịp. Cống xế y là một nhịp đó. Rồi u còng sáng y. Chữ sáng này mình cũng dùng ngón giữa luôn. Là một nhịp đó. Rồi còng y u liêu là một nhịp đó. Là hết câu 25 á. Sau đây là mình đàn lên câu 25. Tiếp theo là câu 26, vế 1 của câu 26. U còng là một nhịp, cộng U là nhịp ngoại. Chữ cộng này là cũng từ chữ còng rút qua chữ liêu. Rồi, cống C sang còng một nhịp đó. Rồi C còng một nhịp đó. Là hết vế 1 câu 26. Tiếp luôn là vế 2 của câu 26. Vế 2 của câu 26 là trùng vế 2 của câu 2 á. Cách đàn nó cũng giống như vậy luôn. Sáng U một nhịp, còng sáng C một nhịp, U còng C một nhịp. Rồi kéo dài cung lên nhịp ngoại. Sau đây là mình đàn nguyên câu 26. Tiếp xuống là câu 27. Câu 27 là trùng câu 3. Câu 28 là trùng câu 4. Câu 29 trùng câu 5. Câu 30 trùng câu 6. Câu 31 trùng câu 7. Câu 32 trùng câu 8 là hết lớp 4. Lớp 5 với lớp 6 là trùng lại lớp 2, lớp 3.
Còn lớp máy thì trong đàn trống mình chưa có sử dụng tới lớp máy mình sẽ học sau. Là tới đây là tạm hết bài năm A, giờ tôi sẽ đàn lại. Mình không có đàn cái đoạn trùng, mình đàn lại từ câu 1 tới câu 28 thôi. Câu 1 tới câu 28. Thank you.
Ở đây là hết từ câu 1 đến câu 28 rồi mình mới dòng lại. Mà khi các bạn chú ý là trước khi mình tập đàn đó là mình chịu khó mình lên dây cho nó đừng bị lạc, cho nó đúng đó. Nó quan đàn là quan trọng nhất là cái dây lạc. Mình chịu khó mình lên cho nó, mình nghe cho nó bằng cái dây trong trong cái clip của mình dạy ha, rồi các bạn tập cảm âm cho nó đúng vậy thì mà các bạn sẽ đàn được thôi, chứ cũng không có gì khó lắm. Nếu mình tập rung rung thì cũng không phải là rung mạnh quá, là rung cây cung là kéo chậm cái ngón, là rung cái vừa đủ cái âm thanh, chứ không phải là rung mạnh là nó hay, không phải là vậy, không phải như vậy. Ví dụ này mình cảm được cái âm thanh đó thì mình rung cho nó đúng chữ là được rồi, chứ không cần rung mạnh quá, không cần rung nhiều quá. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.